Rồi ok, sau khi Tuấn phụ kiện PCP xin kính gửi một lời chào, kính gửi một lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP nhé. Đấy, trong chương trình giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay, em lại lên cho tất cả anh em những cái mẫu condo đang có bán ở tại bên Sophie Tuấn anh em nhé. Như anh em nhìn trên màn hình đây, đây là 4 mẫu condo anh em nhé, gồm có condo thẳng talon và condo Z talon, Z hạ ngắm anh em nhé, và condo Z dài, Z hạ ngắm anh em nhé. Thì 4 mẫu này đều đã có được chủ nhân hết rồi anh em nhé. Thì là em xin phép là giấu tên và giấu những cái địa điểm của khách hàng đã đặt hàng của bên em để đảm bảo sự an toàn cho cả khách hàng lẫn người mua bán anh em. Thì em xin phép là không nói tên của các bác ra anh em nhé. Thì em cũng vừa mới ráp hoàn thiện xong thì cũng tranh thủ làm một cái video ngắn để gửi tất cả anh em, để anh em cùng xem và cùng tham khảo, cũng như là cái mẫu mã cũng như là cái cấu hình để anh em lựa chọn cho mình một cái mẫu mã, một cái cấu hình nó phù hợp với cái túi tiền của anh em chơi anh em nhé. Anh em muốn biết rõ giá chi tiết của 4 cây này như thế nào thì anh em điện thoại trực tiếp cho em. Không thì như này, để như thế này cho nó dễ anh em nhé. Em sẽ báo giá công khai ở trên video này anh em nhé. Đấy, để báo giá công khai cho anh em, để anh em có thể nắm được luôn là cái cấu hình và cái giá tiền, để anh em cân đối cái túi tiền và lựa chọn cho mình cái sản phẩm ưng ý anh em nhé. Em đánh mã cho cả 4 cây này rồi anh em nhé. Mã này, T88 này, T89 và T90 và T91 anh em nhé. Anh em có nhu cầu mua hàng chỉ cần gọi điện đến cho bên shop em rằng tôi muốn mua cái mã T88 hoặc T89 thì em sẽ gửi cho anh em là đúng cái cây mà trên em đã đặt mã đây anh em nhé. Hình ảnh video em quay như thế nào thì em sẽ gửi cho anh em đúng là như vậy. Nên anh em là cứ yên tâm và để lòng tin vào shop em anh em nhé. Thì trước khi vào phần chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay, em xin được nói qua về cách thức mua bán và cách thức giao dịch để anh em có nhu cầu mua và chuẩn bị mua và đam mê chơi có thể nắm được cái cách thức giao dịch để mua bán cho nó nhanh chóng anh em nhé. Thì là em có 2 số điện thoại đây anh em nhé, 2 số điện thoại em để trên cái biển đây, anh em có thể gọi điện thoại đến cho em sẽ tư vấn cho anh em là lên dùng cái cấu hình nó như thế nào để nó phù hợp với cái túi tiền của anh em chơi. Và anh em có thể kết bạn Zalo anh em nhé, add Zalo, nhắn tin cho em sẽ gửi hình ảnh và báo giá chi tiết cho anh em từng bộ phận để anh em cân đối cái túi tiền. Ok chưa anh em? Bên em có 2 phương thức giao dịch anh em nhé, 2 phương thức giao dịch. Một là ship COD qua đường bưu điện anh em nhé. Ship COD qua đường bưu điện là gì? Là gửi cho anh em qua đường bưu điện nhé. Một là đường bưu điện, hai là chuyển phát nhanh. Đấy, gửi như thế nào anh em cũng không cần biết, chỉ cần biết là anh em nhận hàng, hàng đến anh em nhận hàng, thanh toán anh em nhé. Một cây như thế này em sẽ chia ra làm 2 hoặc 3 gói hàng để gửi đi COD cho anh em. Anh em nhận gói hàng nào thì thanh toán gói hàng đó. Gói hàng tiền ít thì một cây ít tiền thì em sẽ chia ra làm 2 gói hàng, còn cây nhiều tiền em sẽ chia ra làm 3 gói hàng anh em nhận hàng thanh toán anh em nhé. Còn gửi xe, đối với những anh em nào mà mới chơi đấy, mới đam mê mà chưa biết ráp và chưa biết căn chỉnh, em sẽ hỗ trợ anh em là ráp hoàn thiện, căn chỉnh, test ok, đồng trục đồng tâm, test dê dô ở mọi khoảng cách, anh em về chỉ việc chơi thôi anh em nhé. Đấy, còn anh em nào mà biết ráp biết căn chỉnh rồi thì hỗ trợ bên shop là nhận phụ kiện về là ráp, tại nhiều khi em cũng hỗ trợ ráp nhiều khi là không có đủ thời gian để ráp cho anh em, nhưng nhiều khi là hàng nó bị chậm 1-2 ngày, nó là chuyện bình thường nên anh em thông cảm anh em nhé. Đấy, thì anh em mua một cây như thế này, anh em cứ mua một khẩu, một cây là anh em cọc cho em là 200.000. Đấy, là cây tầm trung, còn cây tầm cao anh em đọc cho em anh cọc cho em là 300.000 anh em nhé. Đấy, không cọc em không bán, nói vuông một câu cho nó nhanh anh em nhé. Đấy, để anh em cọc là để anh em có trách nhiệm với cái hàng hóa mình đã đặt anh em nhé, chứ không phải là để anh em lừa đảo nhau 100-200.000 để 100-200.000 của anh em lừa của anh em cũng không giàu lên được. Thứ hai là em không bao giờ đánh đổi cái uy tín của shop em để lấy 100-200.000 của anh em làm gì cả anh em nhé. Đấy, để anh em cứ yên tâm đặt niềm tin vào shop em, có nhu cầu cứ điện thoại đến cho em anh em nhé, em sẽ đáp ứng đầy đủ tất cả nhu cầu của anh em. Rồi, vào phần chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay, không để mất thời gian của anh em nữa, để giới thiệu anh em con đầu tiên. Đấy, mã T88 condo thẳng talon cấu hình tầm trung anh em nhé. Đi theo cái cấu hình này em đang sử dụng cho cái cấu hình này là con kính Discovery. Đấy, VTR 3-12x42 SF anh em nhé. Con này có bánh xe và có đèn hồng tâm hỗ trợ anh em là bắn ban đêm anh em nhé. Bình là bình nhôm 0.35, được phủ sơn alloy cả trong lẫn ngoài. Áp an toàn anh em bơm cho em 200 cân đến 250 cân. Van là van cricket đen, bản dài hộp mở 3 lỗ xả xả thẳng anh em nhé. Đấy, đồng hồ bạc. Ốc chỉnh áp thì bằng inox. Đấy, van này điều áp tốt, hồi áp cực nhanh rồi, không phải nói nhiều về cái dòng van cricket rồi anh em nhé. Giảm âm là giảm âm sumo anh em nhé, giảm âm sumo 3 khúc có định tâm âm vào khung anh em nhé. Đấy, nên là đảm bảo cho anh em sự đồng cái độ khi anh em ráp
đồng đồng tâm đồng trục, hầu như là nó là đến 99% rồi anh em nhé. Đấy, tay cầm là tay cầm gỗ mun liền khối anh em nhé, gỗ mun đuôi công chống mối mọt anh em nhé. Anh em dùng đôi 35 càng dùng càng bóng, không bao giờ sợ mối mọt, ok chưa? Rồi anh em dùng đôi 35 mà cảm thấy mối mọt, liên hệ bên shop em đổi cho anh một cái mới, ok chưa? Đấy, có ba mảnh này, ruột ruột lọc đồng, quy là quy nhựa anh em nhé. Đấy, tay kéo bằng đồng. Đấy, anh khách này yêu cầu em là lắp cho anh quy nhựa để khi anh đi với em thì lực đập anh vào cho nó êm anh em nhé. Anh em thích lắp quy đồng em sẽ lắp cho anh em một quy đồng, ok chưa? Lòng là lòng 14 inch, lòng lô tha quay thơ tem vàng nhập anh em nhé. Lòng 14 inch, lòng nhập tàu anh em nhé. Em không dùng Việt lòng Việt Nam kéo, nói thế cho nó vuông, nói trong video để anh em có thể hiểu được nhá anh em nhé. Giới thiệu anh em con tiếp theo là con T89 anh em nhé. Em đang sử dụng cho con cấu hình con T89 này là con Condo Z thẳng dài hạ ngắm anh em nhé. Cấu hình cũng là tầm trung. Đấy, em đang sử dụng cho nó con kính là kính Can Z anh em nhé. Đấy, kính Can Z. Đấy, thông số của nó là 4/16x50 anh em nhé. Kính Can Z 4/16x50. Đấy, có đèn hồng tâm hỗ trợ anh em bắn được cả ban đêm. Bình là bình nhôm 0.35, sơn phủ alloy cả trong lẫn ngoài. Van là van Z Supergel hộp đỏ anh em nhé, hộp to bản công ty. Đấy, van Z này để chơi thì cực ổn định luôn. Anh em là đam mê PCP là sử dụng cái dòng van Z này là phản hồi rất tốt với cái dòng van này anh em nhé. Đấy, giảm âm là giảm âm bút neo 3 khúc 6 vách tiến lùi anh em nhé. Giảm âm phi 35 anh em nhìn chưa, dòng giảm âm phi 35 này thì là nó to cả ngang bàn khung luôn anh em nhé, nhìn rất hầm hố, rất chi là ok. Đấy, bao êm cho anh em khi anh em dùng cái giảm âm phi 35 này. Đấy, khung là khung Z dài anh em nhé, khung XZ884 khung Z dài hạng ngắm anh em nhé. Đấy, khung được cắt CNC lên là không có ba vía, anh em cần ráp cò cái là bám cò bám bố luôn anh em nhé, không có lỗi lầm gì cả. Tay cầm là tay cầm gỗ hai mảnh anh em nhé, tay cầm gỗ mun hai mảnh chống mối mọt, anh em dùng đôi 35 cũng không sợ bị mối mọt. Đấy, càng dùng tay càng đẹp càng bóng. Cò là cò ba mảnh vòm A, ruột là ruột bọc đồng, tay kéo inox, tay kéo bên phải anh em nhé. Lòng là lòng 20 inch, lòng lô tha quai thơ tem vàng. Đấy, chơi kẹo chì 5.5, cây lề bao cho anh em là 70m là 5C2 anh em nhé. Đấy, qua mã anh em nhé, đến mã T90. Đấy, T90 là cũng là một cây Z anh em nhé, cây Z Talon hạ ngắm. Đấy, cấu hình cũng là tầm trung, cũng là dùng kính Can Z anh em nhé. Thông số vẫn là 4/16x50, có đèn hồng tâm hỗ trợ anh em vào ban đêm. Bình là bình nhôm 0.35, van là van Z Supergel. Đấy, giảm là giảm sumo. Đấy, giảm sumo 3 khúc có định tâm âm vào khung anh em nhé. Tay cầm là tay cầm gỗ mun liền khối anh em nhé. Cò là cò ba mảnh, ruột ruột bọc đồng, tay kéo inox, tay kéo bên phải anh em nhé. Lòng là lòng 14 inch, lòng lô tha quai thơ tem vàng, lòng lô tha quai thơ tem vàng anh em nhé. Chơi kẹo trì 5.5, cây lầy bao cho anh em là 60m ăn nắp C2 anh em nhé. Đấy, lại vẫn là giới thiệu cho anh em một con Z tiếp theo nữa anh em nhé, một con Z dài. Đấy anh em nhé, có thể là nhìn hơi xa, em sẽ lấy cái này chỉ anh em cũng để ý nhé. Thì đi theo cái cấu hình của con Z dài hạng ngắm này, em sẽ lại giới thiệu cho anh em. Đấy, là cái cấu hình của nó gồm có kính Discovery VTZ 4/16x44 anh em nhé. Con này là hàng SF có bánh xe. Đấy, hàng này là độ chống rung chống giật rất chi là ok. Hàng Discovery thì luôn luôn cho chúng ta là một cái kính luôn luôn là sáng trong đấy, và tầm nhìn luôn luôn là rộng anh em nhé, nên là bem cực phê luôn. Đấy, bình là bình nhôm 0.35, đấy được sơn phủ alloy trong nước ngoài. Van là van Z Supergel hộp đỏ. Giảm âm là giảm âm bút leo 3 khúc 6 vách tiến lùi anh em nhé. Giảm âm bút leo 3 khúc 6 vách tiến lùi. Đấy, giảm âm này thì là bao êm cho anh em, giảm âm bút leo thì là thương hiệu rồi anh em nhé. Đấy, khung là khung XZ854, khung Z dài hạ ngắm anh em nhé. Khung không nhập, có tem 7 màu đàng hoàng anh em nhé. Em đều là sử dụng cho anh em là cả khung đều, tất cả đều là khung nhập hết anh em nhé, đều có tem 7 màu hết anh em nhé. Đấy, ruột là ruột bọc đồng, cò là cò ba mảnh vòm A, tay cầm gỗ hai mảnh. Đấy, tay kéo ở bên cây Z này là đều là tay kéo bên phải anh em nhé. Đấy, anh em muốn có tay kéo bên trái thì phải đặt hàng. Đấy, hàng có tay kéo bên trái là phải đặt hàng chứ không phải lúc nào sẵn hàng anh em nhé. Lòng là lòng 20 inch anh em nhé. Em sử dụng cho con Z này là lòng TK Hồng Kông anh em nhé. Đấy, cây Z dài trên cùng này, mã T 91 là sử dụng cái cành là TK Hồng Kông anh em nhé. Đấy, cây này bao cho anh em là 80m ăn nắp C2. Đấy, 90m 100m là ăn non bia.